Như thông tin đã đưa, sau khi ra mắt thị trường Thái Lan, Ford Everest bản Platinum mới sẽ tiếp tục được giới thiệu ở Việt Nam. Hiện các nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý Việt đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu xe này. Theo thông tin từ nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Ford Everest Platinum sẽ trình làng ở Việt Nam ngay trong tháng 3 năm 2024 tới đây. Khi về Việt Nam, Ford Everest Platinum sẽ thay thế bản oai trách và có giá dự kiến lên đến 1,7 tỷ đồng. Nếu giá bán kể trên là chính xác thì Ford Everest Platinum sẽ đắt hơn đến 200 triệu đồng so với bản oai trách, 1,499 tỷ đồng. Đồng thời, Ford Everest Platinum sẽ trở thành mẫu SUV cỡ D đắt nhất tại thị trường Việt Nam. Điều khiến nhiều người quan tâm là liệu Ford Everest Platinum tại Việt Nam có được trang bị động cơ diesel V6 như xe ở các thị trường Úc và Thái Lan hay không. Đây là động cơ tăng áp có dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 250 mã lực tại tua máy 3.250 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 600 Nm tại giải tua máy 1.750 đến 2.250 vòng trên phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Theo một số nguồn tin, Ford Everest Platinum tại Việt Nam sẽ không có động cơ V6 kể trên. Thay vào đó, xe sẽ tiếp tục dùng động cơ diesel 4 xi lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0 lít như Everest Titanium Plus và Ranger Wildtrak. Động cơ này cũng đi với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. So với các phiên bản còn lại của dòng Ford Everest, bản Platinum tạo sự khác biệt bằng những chi tiết ngoại thất màu bạc sa tanh như lưới tản nhiệt và Bugger Knock. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim 21 inch với thiết kế 12 chấu và logo V6 trên chắn bùn trước. Ngoài ra, phiên bản này còn có tem chữ nổi Platinum trên nắp capo và hai cửa trước như dấu hiệu nhận biết. Bên trong Ford Everest Platinum là không gian nội thất tạo cảm giác sang trọng hơn với ghế bọc da, khâu quả chám dành riêng cho phiên bản này. Bên cạnh đó là logo Platinum trên lưng ghế trước và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 12 loa cao cấp. Những trang bị như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, cửa sổ trời toàn cảnh panorama trượt chỉnh điện, đèn viền trang trí nội thất, sưởi vô lăng và sưởi hàng ghế thứ hai cũng có bên trong phiên bản Platinum. Ngoài ra, Ford Everest Platinum còn sở hữu đủ những tính năng an toàn như camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo áp suất lốp, hệ thống giữ làn đường, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, phanh tự động khi lùi, cảnh báo điểm mù, ngăn va chạm tại giao lộ và chín túi khí. Ford Everest Platinum sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về Việt Nam, như các phiên bản còn lại của dòng SUV hạng trung này.